Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng trong khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để đón chào sự xuất hiện của những vị khách mời đặc biệt. Chủ nhà sẽ là một cặp đôi rất là dễ thương. Ngày hôm nay hai bé hình như là chuẩn bị trang phục couple với nhau. Một tràng pháo tay để cùng đón chào Chip Xuân và Kitty. Yeah. Yeah. Tụi con. Yeah. Chúng con xin chào tất cả mọi người. Mọi người chào chúng con. Sao hôm nay mình đi ra mà cái mặt mình nó không vui lắm và cái tông giọng nó cũng trầm buồn vậy? Hai đứa mới cãi nhau hay gì? Dạ tại vì mấy trước xèm quá, bây giờ không muốn xèm nữa. Mấy bé nói là mấy lần trước tụi con cũng làm lố nhiều rồi, cũng over, cũng tung tăng nhảy múa làm hết trò này trò kia, lần này hết miếng rồi. Giờ thể hiện cái tinh thần đoàn kết nè, chúng ta bắt tay nhau để trở thành một đội mạnh nè. 2, 3, yeah. Đó, vui vẻ trở lại rồi. Mình chuẩn bị nè, nạp pin tràn đầy năng lượng để làm gì? Để đón hai vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay, đó chính là nam diễn viên Ngọc Tưởng và bên cạnh đó là một nam diễn viên ca sĩ. Một tràng pháo tay dành cho anh Bá Thắng. Cái gì vậy? Mẹ ơi, cái gì vậy? Sao cái gì vô mà chưa gì mà cắm đầu lộn mèo vậy? Không có. Hôm nay là mình chơi với mấy bé, hiểu không? Mình muốn trở lại tuổi thơ nhưng mà lứa tuổi không cho phép. Ui da. Anh Thắng ơi, đã qua cái thời gọi giấc mơ về, cái thời mà mình còn là một cậu học sinh á. Hôm nay bây giờ em vẫn vui nha, cả nhà vui vẻ không gạo, đội nhà gạo á ha. Mình phải vui. Mình vui. Thiếu nhi là mình phải vui. Mẹ anh vui không? Lộn cái nữa là hơi đau. Đừng làm ơn giữ gìn cái sàn của tụi em, tại vì chúng ta còn có rất là nhiều cái game á để chơi với cái sàn này. Với lại bớt đập phá nhà cửa của người khác khi mà mình tới mình thăm nhà người lạ. Đội khách nghiêng mình kính chào đội nhà. Dạ. Mình nghiêng mình kính chào lại hai chú nè tụi con. Dạ. Xin cảm ơn hai chú. Và ngày hôm nay hai chú có thể chia sẻ lý do là tại sao chúng ta đến đây và kết hợp với nhau tạo thành một đội. Hôm nay Tưởng với Thắng đến đây mình chơi một cái game. Giống như là mình được trở về tuổi thơ miễn phí. Dạ vậy đúng đó. Rồi. Cái thứ hai là mình xem thử là trình độ học vấn của mình ngày xưa có bằng các bé bây giờ hay. Wow. Dạ, còn đối với anh Ngọc Tưởng thì sao ạ? Không biết như thế nào mà bữa nay Ngọc Tưởng gặp Bá Thắng là Ngọc Tưởng cảm giác là cái game này rất là vui rồi. Ngọc Tưởng với Bá Thắng ráp lại là tên là Tưởng Thắng. Tưởng Thắng. Ủa đội Tưởng Thắng hả? Tưởng Thắng hả? Và ngay bây giờ còn chơi gì nữa? Xin mời hai đội bắt tay với nhau và về vị trí. Chào con. Mẹ con với ba con đặt học chung với chú á. Niềm tin vào con lắm. Mà đây là đồng lứa với ba mẹ con, hiểu không? Nhường nha. Rồi xin mời hai đội về vị trí.